trên con đường đời. Chúa ơi, trên con đường đời, Người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường, Người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời, Người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần, Ngài đã thương con. Chúa ơi, Chúa đã đưa con tới đồng cỏ xanh cho con nghỉ ngơi. Chúa ơi, Chúa chở che con vượt bao sông tố hiểm nguy. Trên con đường đời, Chúa ơi, trên con đường đời, Người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường, Người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời, Người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần, Ngài đã thương con. Chúa ơi, đã biết bao lần Chúa vực con lên khi con ngã đau. Chúa ơi, hãy thứ tha con vì con yêu đuối mong manh. Con đường đời, Người dẫn con đi. Qua bao nẻo đường, Chúa ơi, qua bao nẻo đường, Người đã đưa con. Trong suốt cuộc đời, Chúa ơi, trong suốt cuộc đời, Người đã thương con. Thương con ngàn lần, Chúa ơi, thương con vạn lần, Ngài đã thương con. Như Thiên Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện sự an sống và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và Đức Giêsu Kitô ở cùng anh chị em và cùng cha. Xin Chúa làm phép thiên thể của Giuse với Đức Thánh nhắc nhở với tất rửa tội như Thánh Phaolô viết. Tất cả chúng ta đã chịu phép rửa tội trong Đức Giêsu Kitô, tức là đã chịu phép rửa tội trong sự chết của Người. Bởi Đức Thánh tẩy trong sự chết của Người, sẽ như Đức Kitô nhờ vinh hiển Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng được tái sinh trong đời sống mới như vậy. Vì nếu chúng ta được liên kết với Người trong cùng một cái chết, giống như cái chết của Người, thì chúng ta cũng được hợp nhất với Người trong sự sống lại như vậy. Trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội, tôi tới chỗ là Giuse mặc lấy Đức Kitô. Vậy xin cũng cho được mặc áo vinh quang trong ngày Đức Kitô lại đến.
Bởi những hồn họ đẹp
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sống lại để ban cho chúng con sự sống vĩnh cửu. Xin thương nhận lời chúng con cần cầu mà ban cho linh hồn Giuse, mau mừng tôn nhan Chúa. Chúa là đấng hằng sống và hiến trình muôn đời. Amen. No.
Thank you.
của toàn thể gia đình cha mẹ
nhân viên em trong nhà, kể cả những lúc giờ quê hương Việt Nam cùng gia đình các em nhỏ, anh luôn là người cùng với chị Phượng hướng dẫn và giúp đỡ các em khi các em còn như chi non mới rời khỏi tổ ấm của gia đình cha mẹ Việt Nam. Anh vẫn luôn là người lớn trong gia đình, rất tha thiết quý mến của chúng con cho đến khi anh bắt các bước ra đi. Thưa quý vị, dù chúng ta biết rằng sự sống này thay đổi và không mất đi, nhưng cuộc đi nào cũng không để lại sự bất quá của những thương, sự ra đi đồng đội của anh đã để lại bao nhiêu tiếc nuối của gia đình, bạn bè và người thân. Đầu tiên, con xin được đại diện ta quý chúng con xin được chân lên Thiên Chúa lời cảm tạ sâu xa đến hai cha và quý cộng đoàn cùng ca đoàn những ngày cuối năm đã không quản ngại thời gian đến đây. Nghiệp chân đến lễ an táng, sự hiện diện đồng hành của đoàn đại quý vị, cha và trong cái lễ an táng là minh chứng lớn lao cho lòng yêu thương và quý cha, quý cộng đoàn đã dành gia đình và đặc biệt cho anh chị con. Kế đến, gia đình chúng tôi cũng xin được hết lòng cảm ơn họ hàng hai bên, các bạn hữu xa gần đã thân thương thăm hỏi chia buồn và tận tình giúp đỡ cho tang lễ anh thân yêu chúng con trong hoàn cảnh gia đình rất vô cùng tận. Nhờ sự đơn giản tinh thần và sắp đặt công việc quý vị mà ta để quay chúng con tổ chức chú đáo và tốt đẹp. Chúng con cũng nhận được rất nhiều điện thoại, email chia buồn và cầu nguyện của các họ hàng thân hữu Mỹ, Hồng Châu và Việt Nam. Xin chúng tôi cũng được nói rất là cảm ơn chân thành về sự tiếp thông này trong việc tổ chức tang lễ. Trong trên khỏi những thiếu sót thuộc về, chúng con xin được sự cảm thông và niệm tình tha thứ của cha và mẹ quý vị. Xin tiếp tục yêu thương và cầu nguyện cho những xe phạm thông tin của chúng con. Và sau đây, toàn thể đăng ký chúng con xin lỗi mẹ đại. Dear our beloved guests, friends, and family, on behalf of our family, I would like to thank you to everyone who came here today for our love. Our family wishes to convey our sincere gratitude, your prayers, and support during our first passing. Your love and support for our family has been great and treasure during this time of life. We lost our wonderful man who can be never replaced. During this day, following his passing, we have been blessed with our loving embrace of our family. Thank you very much for all your sympathy. We greatly appreciate it. Anh chị em thân mến, người thân yêu chúng ta là Giuse đã an nghỉ trong bình an của Đức Kitô, trong niềm tin và hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu. Chúng ta hãy phó dâng lên một Giuse cho lòng từ bi hai chân son của Chúa Cha chúng ta, và chúng ta hãy tiếp tục ở gần Giuse bằng lời cầu nguyện để người thân yêu của chúng ta ở đời này đã được chọn trong những tích rửa tội và đã bao lần ngồi dẫn nơi bàn tiệc Chúa, thì nay cũng được gọi về bàn tiệc của những con cái Chúa trên trời và được phần gia nghiệp con đời cùng với các thánh theo như lời Chúa đã hứa. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho chính chúng ta nữa, để giờ đây than khóc một ngày kia chúng ta cùng với Giuse ra đón Đức Chúa Kitô khi người đã sống của chúng ta hiện ra trong vinh quang. Xin ca thánh của Chúa đến phù trợ tôi tới Chúa. Xin ca thánh thần cho đón tiếp tôi tới Chúa. Xin cho ta thiên đường của Chúa mà lên trên Chúa đau đau. Xin cho tôi tới Chúa mà Chúa Kitô đã gọi được đến với người. Xin thiên thần Chúa dẫn đưa tới bên tổ Abraham. Xin cho ta thiên đường của Chúa.
ai cầu phiền. Lạy Cha, chúng con mỗi dân lên hồn thu xe cho Cha. Xin cho chúng con được hy vọng chắc chắn du xe sẽ được sống lại cùng với Chúa Kitô trong ngày sau lễ, cũng như mọi người đã qua đời trong ơn nghĩa Chúa Kitô. Chúng con cảm tạ Cha vì Cha đã ban mọi ân huệ dồi dào cho du xe của chúng con khi còn sống ở trần gian này, khiến chúng con nhận thấy bằng chứng lòng nhân hậu của Cha và bằng chứng của sự các anh thông công trong Chúa Kitô. Vậy xin Chúa lấy lòng nhân từ nhận lời chúng con thành nguyện mà mở cửa thiên đàng cho tôi tới Chúa, và cho chúng con đang còn ở lại được dùng lời lẽ đức tin mà an vui nhau, đời ngày mọi người được cai ngồi trong Đức Kitô, được sống mãi với Chúa và bên cạnh Chúa Giê của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Xin Thiên Thần Chúa dẫn đưa nhiều du xe vào thiên quốc. Xin các anh tử nào đón tiếp vào thành thánh, thành Jerusalem mới và vĩnh cửu. Chúa phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin Ta sẽ không chết đời đời. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Âm thầm là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay, có chi dâng Ngài, con chỉ có con tim này. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Rượu bánh tinh tuyền cùng ngàn nỗi phiền, nguyện dâng Chúa ngày đêm, nguyện dâng Chúa ngày đêm. Lễ dâng mọn hèn lòng thành kính con đáp đền. Âm thầm là từng gánh phong trần mà tay trắng bàn tay, mà tay trắng bàn tay. Có chi dâng Ngài, con chỉ có con tim này. Một niềm phó thác đời con trong tay Ngài, dù là đêm dài, dù là tương lai. Một niềm phó thác đời con cho Ngài, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời.
rượu bánh tinh tuyên cùng ngàn nỗi ưu phiền, nguyện dâng Chúa ngày đêm, nguyện dâng Chúa ngày đêm. Lễ dâng mọn hèn lòng thành kính con đáp đền, một niềm phó thác đời con trong tay Ngài. Dù là đêm dài, dù là tương lai, một niềm phó thác đời con cho Ngài. Đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời, đừng bỏ con mồ côi gục ngã trên nẻo đời.